Nãy Hằng đi chợ mua được bông bí nè cả nhà. Bông bí này ngon ghê luôn á. Một xíu nữa Hằng lấy ít thịt xào bông bí nha. Hay là xào không vậy, để anh Tâm hỏi anh Tâm thích ăn xào không á. Đây còn đây nè, đọt lan nha. Đọt lan non nhút luôn cả nhà. Thì Hằng đi chợ nãy mua cái đọt lan này tầm 7 ngàn nè. Nhiều đây đọt lan 7 ngàn. Còn bông bí nhiêu đây có 8 ngàn nè cả nhà. Rồi bữa nay sao mua rẻ dữ vậy không biết nữa. Thì mua hai trái bắp nè, mua hai trái bắp một chút nữa ăn bắp nha. Cái này là cục thịt heo, cục thịt heo cũng ngon, là 1 ký, ăn hết đâu hả, yên tâm ăn hết đâu. Thì mua vậy đó, xong ăn sáng chiều, chiều luộc ăn, sáng mình ăn xào đi, chiều mình ăn luộc. À, xe bị gì vậy? Xe bị gì? Xe con bị gì? Đi chợ với ảnh thôi, thôi thôi nhờ ha, là đi cái chợ này chợ nhỏ không bán đồ chơi với hàng, đi cái chỗ này người ta bán có rau với thịt thôi. Mẹ ơi gãy rồi hả, sao vậy? Rồi trời ơi, hư rồi, nấu miếng cơm ăn. Nguyên nó khó làm lắm, cứ quậy tới rồi cứ quậy tới vậy luôn. Xuống đó kìa, đi múc cát đi, xe múc cát là phải đi múc cát. Múc cát về múc nước gì? Xe múc cát mà đi múc nước là xe thay rồi. Đừng có múc nước con. Trai ơi, cát á, kè cá đằng kia kìa. Xe cuốc mà đi múc nước gì? Sáng giờ không đi chợ, không đi chợ mà không trời. Không tới đâu ông cũng. Vậy cháu ngoan lắm nha, để mà đi cái tới được á. Về cái máy bay cô. Chào cô. Ở đây nè Nguyên. Ê gái chi vậy? Thôi ơi, ngồi mà ngồi trong hõm đấy, gái đang ngồi trong hõm. Ôi mình con thích cung. Làm gì? Cái miếng làm gì? Làm cái này chơi hả? Làm này xe. Xe gì vậy? Mua xong cái đi cái nó bye bye chú. Nói chuyện nhiều. Ừ. Ủa sao bữa giờ anh tưởng nói chở gái qua xóm chợ, chợ củi. Chắc chưa không đi. Anh chạy ghe đi, em đi gộp củi cho.
đổi bề lại. Lửa nó cháy đặng quá, cái bên đây chín bên kia chưa chín, đổi bề lại. Trải gỗ cho mẹ. Ủa mẹ đựng nè. Cho mẹ mượn xíu thôi. Để cái gì để lên đâu? Trời ơi, chứ sao nhỏ xíu. Để thao bụi trán lên. Nghĩ sao mà chở được con? Để áo chị Vinh quay tôi mặc luôn. Nắm qua cái à. Áo kia thì nó dày quá đi, nên lấy áo này mặc, mỏng mỏng mặc luôn. Mặc mà nó bự, mà nó rộng, trời ơi. Ok, áo tay dài mà. Mặc vậy ta kêu là mặc hip hop đó nha. Xách miếng hành xào chung cho nó khô. Anh bữa nay thấy em mặc áo gì không? Dữ ha. Áo chị Vinh quê tôi luôn. Nóng quá, nực quá hay nó nắng quá. Mặc áo kia thì dày quá, lấy áo này mặc cho nó mỏng. Mặc nhìn giống áo hip hop ha. Đã ha. Nóng nhiều đó anh, để đây đi. Thôi nó xèo lại. Không phải nhiều tại cái chảo mình nhỏ. Hành hai cái chỗ kia bên hải hết trơn rồi, anh đi qua bến về lấy về. Nãy nguyên một chảo luôn, giờ nó sẹp xuống hổ đi con. Bởi vì em mới nói cái này nó sẹp mà. Nói mình ăn giận khóc à? Khóc à. Không cả nhà, không chấm nước tương, cái này chín không ngon, chín quá nó mất giòn. Nhìn chăm xúc đi, tô thịt nè cả nhà ơi, bây giờ hàng ướp nha, hàng bữa nay hàng kho nước mắm rươi đi, đó. Kho thịt trong nước rươi chút xíu bột ngọt, một chút đường, hàng cho chút bột ngọt, chút đường nha cả nhà. Rồi giờ có tỏi ớt cho luôn rồi, giờ đi múc miếng nước mắm bỏ vô nữa, nó châm gieo rồi cả nhà nè. Đây, múc cho cả nhà xem nha. Đây, đó, trong vậy đó, thịt ngon ghê không? Hàng đổ vô đây điền cả nhà. Giờ hàng vô hàng trộn lên nè. Hái ít đá khỉm hay kho khô, hay kho thịt mà bỏ mấy trái khỉm vô, chỗ ngon. Đất này trồng vậy đó cả nhà ơi, nó cùi cùi sao nó không được tốt, đất trái rồi hả. Cá nó lâu nóng mà tới nó nóng rồi, nó nóng gì lắm nè. Ơ này nó coi trong cái ơ này, cái tay hồi nãy bầm thổi rồi giờ quớ vô mặt vậy nóng quá. Cơm thổi thơ này cho vô nó kho cá kho thịt nè, kho thịt kho sệt sệt. Cái
Ba có nước. Bây giờ pha sữa cho nguyên. Pha cả đường nữa. Nãy giờ anh bé Nguyên thức, anh bé Nguyên quậy đó, nên để cái nồi nãy giờ luôn, giờ mới đi coi nè cả nhà. Ê, đó, anh khóc rồi đó, thử được rồi, chút xíu cho căng cạn chút nó là ăn được rồi cả nhà. Cho anh ta ăn thịt nha, ăn cá kia chắc cũng ngán rồi, bữa nay cho ăn thịt đi đó. Ăn với bông bí luộc. Ồ được rồi cả nhà ơi, nó khô khô, nó vừa vừa vậy được rồi đó. Có mấy trái ấy nữa, trái ớt nữa, ngon quá, để Hằng nhặt xuống nha. Giờ cô Nhí á, cho Hằng Nhí em của Hải cho Hằng ít rau rau gì ta, đọt lan, quá trời ngon luôn. Hồi nãy Hằng đâu biết đâu Hằng có mua nữa, nhưng mà thôi bây giờ Hằng luộc cái này ít chấm thịt nha cả nhà. Gỗ rau nhìn thấy thèm, thấy Hằng định không có định luộc đâu, nhưng mà thấy nó thấy ngon quá. Rồi thôi Hằng luộc hết ăn luôn. Giờ Nhí cho nè, Hằng lặt sẵn cho Hằng luôn nè. Trời ơi, công nhận luôn á. Cái bông, cái đọt khoai lang này nhìn không thèm mới sợ. Gặp thêm cái chảo cá, chảo thịt nữa. Trời ơi, nhìn nó ngon. Luộc ít thôi cả nhà, nhiều sao ăn hết, uổng. Mình để lại mưa mốt mình ăn. Rồi, mời cả nhà ăn cơm nha. Ăn cơm với bông bí xào, chảo lang luộc, chấm với thịt kho. Nay mua thịt cho ăn nè. Sao anh ăn cá kia. Ủa lấy nước tương không? Lấy nước tương. Khỏi à. Rau lang luộc. Rau lang luộc chấm thịt. Này nóng ghê anh cái nè. Sổ ụt 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 cái nè. Này kho bằng ơ đất nha cả nhà. Này kho thịt trên ta ăn này, ăn cá kiết ngán này. Bí ngon. Mời cả nhà ăn cơm. Quên. Có thấy nó còn mùi gì không? Mà sao mà mùi này thơm lạ đúng không? Có mấy người có mấy người béo mà thơm. Đọc khoai nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ lúc hồi mình phổ cái Vũng Tàu á. Nó xanh bằng xong đúng không?
lúc đó khổ á, chứ cứ cắt rau hết sao cắt rau hết sao mình vô ăn á nhá. Ừ, ăn thêm nữa tính ra mình có mấy ha, đi ăn này ở nhà trọ, tới sập nhà trọ bảo tới sập nhà trọ luôn nay cũng 14 năm rồi. Ừ, bằng 14 tuổi. À, có bầu bằng đi Vũng Tàu. Ừ. Anh nghe con bảo số 9. Ba. Trước con bảo số 9. Hai tháng. Cái mình bằng được 2 tháng. Tưởng đâu ngất ngư hết chứ. Tự nhiên nó mới sập nhà trọ chưa gì nữa. Nửa đêm. Bà kia bà chạy bà lại kêu nó ngủ đi, nó ngủ đi. Nói với bà hai cái bên sóng thần tới kìa. Vừa giật mình tức diện nghe ngoài lộ ùm 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 ùm. Đi đâu giờ? Ở tại chỗ luôn. Tình gà hồi đó anh theo bài cái này chúng ta nhà cấp lớp gần cấp 4 thì nghỉ thì theo bài với mẹ cắt lúa đào đất đi làm mương đi cắt cây đẻ cà phê đủ kiểu không đủ thứ chỗ nào cũng đi. Đó nhà có cái ngày mai mà cũng quẹt quẹt luôn nhà chỗ nào cũng tình đi tới đi đi lên Bình Phước lên Bình Sòi đi phá đất. Nói thì cắt lúa mùa nào cũng đi theo ghe cắt thông lấy lúa vậy. Mèo đâu biết chơi xe cuốc đâu, đưa cho mèo chơi xe cuốc. Mày nhảy á, mày nhảy. Quá dữ rồi. Giờ nhớ lại xưa nhớ quả nha. Bye bye. Thật mà vui. Ừ, đi sập nhà. Hồi không có nhà ở luôn. Sập nhà hôm kia chung vô luôn. Nguyên một xóm đó đúng không? Bà Dương ăn đọt lan xong mình nhớ là chuyện đời xưa. Không có nguyên đám mới đâu ăn xa nhà có bức ăn cắt ăn thật ăn chứ là muốn
mấy ông đi làm ngày được. Wow, wow. Dạng nuôi, dạng nuôi đủ vậy nè. 70,000. Sao anh mới lên 70 mấy? Mới đầu tiên đi làm có 20 mấy. Anh làm 70 mấy á, là người ta làm có 50 thôi. Hồi đó anh làm 70 mấy là người ta làm 50. Hai bên người dành anh á, đúng không? Đạo với ai? Ông gì? Mới bước ra ngoài làm mấy năm mấy trước em. Từ ngày xưa anh làm lúc chưa có em á, phải không đó? 18,000 lên được 25,000. Cái lúc mà mình đi ra ngoài á, rồi mười mấy năm, 14. Rồi kỷ niệm xem cho cái mắt nhỏ, tự nhiên đi theo mấy đứa ở xóm chơi, mấy đứa nhát nhỏ rồi mình nó khôn, chắc nhỏ đi nữa rồi bỏ. Thôi cái thằng bác đi tập thể dục, hỏi nhà con đâu, nó nhà con chỗ đó vừa dắt tới đó, mình chạy đi kiếm thấy trời ơi hết hồn, chúng nó lạc mất nhỏ. Bác vô ơi, bác nó vô đi không? Nó hết nghe rồi, mẹ ơi nó hết nghe rồi. Bị vậy rồi. Ngọt quá. Rồi, giờ tạm biệt, xin chào cả nhà nha. Em lại cả nhà được sao?